Xin chào quý vị và các bạn. Bão số 8 hiện đang ở quần đảo Hoàng Sa, dự kiến từ ngày mai 25 tháng 10 sẽ áp sát vùng biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Tuy nhiên, hoàn lưu của bão sẽ khiến mưa đến sớm hơn. Miền Trung chỉ còn nắng ráo trong nốt sáng đến chiều nay trước khi bước vào một đợt mưa bão mới. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 10 đến cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Từ tối nay, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Ở vùng biển từ Quảng Trị cho đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Hoàn lưu của bão cũng khiến cho mưa dông tại các vùng biển phía Nam gia tăng. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa có gió cấp 4, cấp 5, sóng biển có lúc cao trên 2 mét, tầm nhìn giảm thấp từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong khi bão số 8 vẫn đang di chuyển về đất liền thì cụ thể hôm nay, vào ban ngày, Bắc đến Trung Trung Bộ trời vẫn duy trì tình trạng ít đến quang mây, nền nhiệt ở mức cao trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn ở khu vực Nam Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận trong trạng thái mây thay đổi, nhưng cũng ít mưa và ngày có nắng, nền nhiệt dao động từ 29 đến 32 độ. Sau đó đến tối và đêm nay, hoàn lưu phía Tây của bão số 8 sẽ gây mưa cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Dự kiến đợt mưa này sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ đêm 24 tháng 10 đến sáng ngày 26. Mưa nhiều sẽ xuất hiện ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm cả đợt. Với những diễn biến phức tạp của thời tiết thì người dân miền Trung, đặc biệt là tại khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và chính quyền địa phương cần phải nhanh chóng khắc phục những hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua, gia cố lại nhà cửa. Bà con sinh sống tại những khu vực thấp trũng cần di chuyển đến nơi cao và an toàn để phòng lũ lên và sạt lở đất khi mưa lớn xảy ra. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay vẫn phổ biến ít mưa. Riêng ở khu vực Nam Bộ, ban đêm có mưa dông ở diện rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Quay trở ra với các tỉnh thành Bắc Bộ, trong ngày hôm nay, thời tiết vẫn nắng nhiều và hanh khô. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này dao động từ 27 đến 30 độ. Trời nắng hanh cùng với độ ẩm giảm thấp, quý vị cần liên tục bổ sung các loại vitamin và hoa quả để tránh cảm giác háo nước và khô da. Về ban đêm, nền nhiệt duy trì thấp ở ngưỡng từ 17 cho tới 20 độ, khu vực vùng núi có nơi thấp hơn, đêm và sáng sớm trời lạnh. Như vậy là bão số 8 vẫn đang tiếp tục di chuyển hướng về phía miền Trung của nước ta. Người dân các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ cần chủ động có các biện pháp phòng chống mưa lũ và sạt lở đất khi dự báo hoàn lưu bão sẽ gây mưa từ tối và đêm nay. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 24 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.